Xin chào quý vị, các bạn đang quay trở lại kênh Biên Hòa City nhá. Hiện giờ Vũ đang có mặt trên đường Nguyễn Ái Quốc này, theo cái hướng từ thành phố Biên Hòa đi về phường Hồ Nai. À, ngay khu vực chỗ này là khu vực gọi là khu vực quân đội, khu quân đội, quân sự, khu chỉ huy quân sự quân khu 7 thành phố Biên Hòa này. Đấy, Vũ vừa mới có công việc ở dưới Biên Hòa xong, bây giờ chạy ngược về phường Hồ Nai quý vị. Chia sẻ quý vị các bạn những hình ảnh của đường phố thành phố Biên Hòa vào một ngày rất là bình thường buổi sáng. Bây giờ là tầm khoảng 9 giờ sáng quý vị nhá. Đường phố bắt đầu tấp nập lên rồi, rất là sầm uất luôn. Nắng rất là cao. Và chia sẻ quý vị là vào cái thời điểm này tại thành phố Biên Hòa, nếu như mà quý vị đi ra ngoài đường thì nên có áo khoác và khẩu trang để tránh cái tia nắng cực tím của mặt trời ha. Nắng rất là gắt. Nhiều khi đi ra đường mặc áo khoác không phải là sợ bị đen, mà nó rất là rát quý vị, rất là rát và rất là khó chịu vô cùng. Chứ còn người Việt Nam máu đỏ da vàng mà, đâu có sợ da đen đúng không quý vị. Đấy, ánh nắng nó rất là gắt. Đi qua những cái cung đường mà nó có cây xanh như này ấy, thì nó còn đỡ, nó còn dịu dịu, nó còn mát. Đi tới những cái chỗ mà nó không có cây xanh ấy, thì cực kỳ là nóng và nắng gắt vô cùng quý vị. Cái đoạn chỗ này là khu vực Phúc Hải quý vị nhá. Phúc Hải nằm ngay nhà thờ Phúc Hải đấy, thuộc phường Tân Phong. Ở bên tay phải chúng ta đây là phường Tân Tiến. Tân Phong và Tân Tiến là hai phường nó nằm song song nhau. Chúng ta đi qua cái cầu này gọi là cầu Tân Hiệp và đi đến nhà lao Tân Hiệp quý vị. Đó, nhà lao Tân Hiệp ở đây bây giờ chỉ còn lại là cái di tích thôi. Rồi, đèn đỏ rồi, chúng ta chờ đèn đỏ một xíu quý vị nhá. Đây, ngay chỗ này thì chúng ta có một cái ngã ba ở đây. Cái ngã ba này thực ra thì hồi xưa nó không có, hồi xưa nó là cái đường đi thẳng luôn. Về sau là khi mà người ta làm cái đường Võ Thị Sáu rồi thì bắt buộc người ta phải làm cái đường nhỏ này. Cái đường này gọi là đường Dương Tử Giang, để nó nối cái đường Nguyễn Ái Quốc với cái đường Võ Thị Sáu lại với nhau. Chứ thôi không có cái đường mà để thông qua quý vị. Đó. Rồi, mình sẽ đi tiếp nha. Cái đoạn đường chỗ này thì chúng ta nên dừng lại khi đèn đỏ, không nên chạy vượt qua đèn đỏ các đoạn này. Các đoạn chỗ này là thường xuyên là có kiểm tra về an toàn giao thông, cho nên là mọi người vui lòng tuân thủ quy định an toàn giao thông, không nên vượt đèn đỏ quý vị nha. Không nên vượt đèn đỏ. Nếu quý vị vượt đèn đỏ chỗ đó, rất là quý vị nhìn cái đèn đỏ đó rất là bình thường, không có camera gì hết. Nhưng mà nếu quý vị mà vượt qua đèn đỏ đó, đến ngay chỗ khu vực chỗ trường Bùi Thị Xuân này, thường xuyên là có những cái điểm người ta kiểm tra an toàn giao thông. Đấy, quý vị vượt đèn đỏ lên đây là quý vị sẽ bị ăn đòn ngay. Cho nên là chúng ta ra đường đến những cái điểm an toàn giao thông, đèn xanh đèn đỏ, chúng ta phải tuân thủ chấp hành luật an toàn giao thông quý vị nhé. Mặc dù là cái tuyến đường này chúng ta chỉ có ở ngay khu vực cái là vườn mít, cái sang vườn mít đấy, là chúng ta có những cái camera an ninh để giám sát cái việc mà vượt đèn xanh đèn đỏ. Còn những cái đèn xanh đèn đỏ này không có, nhưng mà sẽ có những cái trạm, những cái điểm người ta sẽ kiểm tra chúng ta đột xuất. Và nếu chúng ta mà vượt đèn thì khi vượt qua cái trạm đèn xanh đèn đỏ đó tầm khoảng có 100-200 mét thôi là chúng ta sẽ bị dính chưởng ngay. Cho nên là chúng ta hết sức cẩn thận khi mà lưu thông trên những con đường bên trong thành phố Biên Hòa quý vị nhá. Đấy, nhìn đường thì rất là bình thường thôi, nhưng mà chúng ta phải chấp hành, tuân thủ. Đây, tới đây là chúng ta sắp về tới khu vực ngã tư Tân Hiệp rồi quý vị. Đây, về tới khu vực ngã tư Tân Hiệp
chúng ta lại tiếp tục chờ đèn xanh đèn đỏ vậy nha. Đấy, chỗ này thì khỏi phải nói luôn rồi, chỗ này thì là trung tâm của camera quan sát đây rồi. Chúng ta phải 100% tuân thủ chấp hành luật lệ giao thông quý vị nhá. Thứ nhất là để an toàn cho chính bản thân chúng ta. Thứ hai là cũng tránh phải những cái kỷ luật về an toàn giao thông. Chúng ta đã bước vào phường Tân Hiệp của thành phố Biên Hòa. Một bên là phường Tân Hiệp và một bên là phường Trảng Dài. Và đi về hướng phường Hồ Nai. Về đến chỗ này là quý vị thấy là nó bớt sầm uất hẳn rồi đúng không? Đấy, và chỗ này là đường nó khá là nhỏ vậy. Đường từ ngay chỗ ngã tư Tân Hiệp ấy, là ngay chỗ trung tâm thương mại Bixi về tới công viên 30 tháng 4 thì cái đường nó chỉ nhỏ này thôi quý vị. Một bên là có hai làn đường và cái làn đường này nó khá là nhỏ chứ nó không có rộng như là cái làn đường dưới trung tâm thành phố Biên Hòa. Đấy, cái làn đường rất là nhỏ thôi. Là hai bên đi ngược chiều nhau, chúng ta có 4 làn đường. Đây, tới đây thì Hữu sẽ rẽ vào đây quý vị nha. Đây, ta sẽ rẽ vào đây. Đó, quý vị nhìn thấy một trạm ở trên rồi. Hữu đã bị lạng ra ngoài lề một xíu nên là Hữu phải rẽ vào đây quý vị. Đây là đường chắn. Đường chắn đây quý vị. Nhiều khi chúng ta chạy ấy, chúng ta không để ý. Đôi khi ví dụ như là Phú chạy ngoài đường thế này, Phú quay cho quý vị coi, nhưng mà Phú không có để ý. Nhiều khi lỡ chạy ra ngoài lấn tuyến chút xíu, đi lên gặp thì dính trường thôi. Cho nên là chúng ta phải tránh đi quý vị. Đây, Phú sẽ đi này ra ngoài đường nhé. Ngày chỗ này không biết là đã đi qua được hay chưa. Đây, Phú sẽ đứng này Phú ngó thử. Đây quý vị. Đây, Hữu sẽ tới đây là đi qua được rồi quý vị. Đấy, quý vị thấy ở trên đó là có chạm bên đó quý vị thấy không? Đó, nãy Hữu lỡ lấn ra một chút xíu. Cho nên là Hữu sẽ tìm đường rẽ liền. Rồi, Hữu sẽ tiếp tục cái chặng đường đi nha quý vị nha. Đó. Tại vì đôi khi mà đang đi ngoài đường này nè, mải quay video cho quý vị xem, mải quay video cho quý vị xem mà đôi khi chạy lại bị lấn ra bên ngoài tuyến một chút xíu, lấn ra ngoài tuyến một chút xíu không để ý, cho nên là gặp phải là nên chắn đi thì tốt hơn quý vị, không biết là có bị ăn đòn hay không mà chắn đi tốt hơn. Rồi, mình sẽ tiếp tục cái hành trình đi về phường Hồ Nai quý vị nha. Đây, chúng ta đến chỗ này là dốc Săn Máu này. Dốc Săn Máu là bước vào phường Hồ Nai rồi quý vị. Rồi thì cái video này Phú xin tạm dừng tại đây nha. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo.